Sơn La ghi nhận 15 trường hợp mắc Covid-19 sau 10 đến 12 lần xét nghiệm. Bạc Liêu phong tỏa một trung tâm y tế vì có 9 F0. Dân phòng tổ chức sinh nhật cho công an xã, nhiều người phải cách ly. Bạc Liêu khiển trách nhiều cán bộ tụ tập ăn nhậu tại nhà dân giữa lúc giãn cách. Thanh tra không đề nghị công an điều tra vụ kiểm lâm lập khống hồ sơ do khách quan. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 11 tháng 9 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, 15 công nhân từ Bình Dương trở về Sơn La từ ngày 18 và 19 tháng 7 sau 10 lần xét nghiệm Covid-19, thậm chí có người sau 12 lần xét nghiệm mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Đây là thông tin được CDC Sơn La cho biết ngày 11 tháng 9. Tỉnh vừa ghi nhận thêm 16 ca dương tính SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên và ngoài cộng đồng. Đáng chú ý, trong số này có 15 bệnh nhân địa chỉ ở các xã Huy Thượng, Mường Bang, Kim Bon, Quang Huy và Mường Thái đều là công nhân trở về từ khu công nghiệp thuộc thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Theo điều tra sơ bộ, ngày 18 và 19 tháng 7, các công nhân trở về từ Bình Dương bằng phương tiện công cộng Đến chốt Đu Lao, huyện Phú Yên đã khai báo y tế, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Phú Yên. Đến ngày 21 tháng 8, 15 bệnh nhân được chuyển sang cách ly tại trường tiểu học xã Tường Phù và trường tiểu học xã Mường Thái, mỗi người một phòng. Trong suốt thời gian cách ly, các bệnh nhân đã lấy mẫu từ 10 đến 12 lần đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 9 tháng 9, 15 người được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, kết quả xét nghiệm khẳng định cũng là dương tính. CDC Sơn La nhận định đây là những bệnh nhân dương tính mới được phát hiện trong khu cách ly tập trung. Riêng trường hợp dương tính còn lại được phát hiện tại bản Úm 2, xã Huy Thượng. Khu vực này cũng đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, song nguy cơ lây nhiễm cho người nhà là rất cao. Từ ngày 21 tháng 7 đến nay, huyện Phú Yên ghi nhận 250 ca, trong đó có 215 ca phát hiện trong khu cách ly, 54 ca mắc và có liên quan đến ca cộng đồng. Đã có 92 người khỏi bệnh và ra viện. Bạc Liêu phong tỏa một trung tâm y tế vì có 9 F0. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, ông Hồ Văn Linh, chủ tịch huyện Hòa Bình ở tỉnh Bạc Liêu, ký quyết định phong tỏa trung tâm y tế huyện này để ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. Trung tâm này đang có 40 y bác sĩ, nhân viên y tế, 26 F0 được tính chuyển về điều trị với 106 bệnh nhân và người nuôi bệnh. Nói với Dinh, ông Hồ Văn Linh cho biết, từ đêm 10 tháng 9 đến chiều 11 tháng 9, cơ quan chức năng phát hiện trong trung tâm y tế Hòa Bình có 9 F0, ngoài 7 bệnh nhân, 2 người còn lại là nhân viên y tế. Theo ông Linh, cơ quan chức năng nhận định nguồn lây cho 9 bệnh nhân trong trung tâm y tế có thể từ các F0 đang điều trị. Ngoài 34 F1 trong trung tâm, ngành y tế truy vết trên 120 F1 bên ngoài. Ông Linh nói: "Chiều nay chúng tôi đang truy vết F1 và những người tiếp xúc gần liên quan 4 F0 mới phát hiện." Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho thấy, từ 27 tháng 4 đến nay, địa phương này ghi nhận 256 F0, trong đó đã có 71 người được xuất viện và 185 bệnh nhân đang điều trị. Dân phòng tổ chức sinh nhật cho công an xã, nhiều người phải cách ly. Ngày 11 tháng 9, ông Phạm Văn Hùng, bí thư xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đã có báo cáo đề xuất huyện ủy xử lý nhiều cán bộ công an dân phòng xã tổ chức sinh nhật trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16. Theo thông tin ban đầu, anh BDG là công an xã Hòa Bình đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài tại khu cách ly y tế trường trung học cơ sở Quang Trung. Ngày 30 tháng 8, nhân ngày sinh nhật của anh G, một số dân phòng của xã Hòa Bình đã mua bánh kem và tổ chức sinh nhật anh này tại hội trường công ty cao su Hòa Bình, cách khu cách ly khoảng 100m. Ngày 6 tháng 9, kết quả xét nghiệm RT-PCR của anh G dương tính COVID-19 nên lực lượng chức năng đã truy vết đưa 11 trường hợp F1 liên quan là cán bộ xã, tình nguyện viên và người dân địa phương đi cách ly tập trung. Ngày 8 tháng 9, xét nghiệm PCR của anh G cùng với các trường hợp F1 đã cho kết quả âm tính. Ông Phạm Văn Hùng, Bí thư xã cho biết, ngoài đề xuất cấp trên xử lý vi phạm thì đối với các trường hợp cán bộ là công an, dân phòng gồm 5 người đã tham gia sinh nhật của anh G, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã đã chỉ đạo công an xã lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm chỉ thị 16. Bạc Liêu khiển trách nhiều cán bộ tụ tập ăn nhậu tại nhà dân giữa lúc giãn cách. Ngày 11 tháng 9, huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khiển trách 7 cán bộ tụ tập ăn uống tại nhà dân giữa lúc giãn cách xã hội. Theo đó, ngày 30 tháng 8, 11 người, trong đó có 7 cán bộ, đã tụ tập ăn nhậu tại nhà một người dân ở ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó có trưởng công an xã Vĩnh Hậu A và một cán bộ phòng phong trào công an tỉnh Bạc Liêu. Huyện ủy Hòa Bình cho biết, các cán bộ tham gia tụ tập ăn uống đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đồng thời, huyện ủy Hòa Bình đề xuất huyện xử lý hành chính những người tham gia tụ tập ăn uống đông người vi phạm chỉ thị 16. Thanh tra không đề nghị công an điều tra vụ kiểm lâm lập khống hồ sơ do khách quan. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, trao đổi với báo tuổi trẻ về việc không đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ tri cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị lập nhiều hồ sơ khống để rút tiền ngân sách, gian lận trong nhiều khoản chi. Ông Nguyễn Trí Kiên, tránh thanh tra tỉnh Quảng Trị nói do có tính khách quan. Theo ông Kiên, tri cục kiểm lâm làm hồ sơ khống vì áp lực giải ngân vốn trước ngày 31 tháng 12, nếu không giải ngân thì Trung ương sẽ thu hồi vốn. Cụ thể, việc bố trí diễn tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng thực tế khó thực hiện trong mùa mưa, nên thời điểm đó, trong ban lãnh đạo tri cục kiểm lâm có văn bản thống nhất dự kiến chuyển việc diễn tập và tập huấn này qua quý 1, quý 2 năm 2021. Tuy nhiên đến nay đã hết quý 3, nhưng tri cục kiểm lâm vẫn chưa triển khai diễn tập, tập huấn như dự kiến. Ông Kiên cho biết, thanh tra đã xem xét, nhưng phía kiểm lâm nói do hai quý đầu năm nay vướng dịch nên vẫn không tổ chức được. Trả lời câu hỏi hành vi lập hồ sơ khống để rút tiền ngân sách, sau đó dự kiến chuyển qua hai quý đầu năm sau nhưng không thực hiện cũng không trả lại tiền thì đã có dấu hiệu tội phạm, nhất là khi tình hình dịch bệnh tại Quảng Trị hai quý đầu năm 2021 không phải quá phức tạp. Tại sao thanh tra không đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc? Ông Kiên nói, phía tri cục kiểm lâm đã thừa nhận sai sót và xin nộp lại số tiền này. Ông cho biết, nếu họ cãi hoặc không có thống nhất chuyển việc triển khai lùi năm sau thì chúng tôi đã chuyển qua cơ quan điều tra. Về việc gian lận kinh phí thực hiện bản tin nội bộ của Tri Cục Kiểm Lâm trong 2 năm lên đến 160 triệu đồng, ông Kiên nói phía Kiểm Lâm có giải thích do số lượng tin bài ít, chất lượng thấp nên đã chủ động giãn ra. Hỏi nếu giãn ra thành 6 số 1 năm, tức chi phí thực hiện chỉ bằng một nửa so với hợp đồng ban đầu, thì Kiểm Lâm có trả lại nửa số tiền như hợp đồng ban đầu cho ngân sách hay không? Ông Kiên xác nhận không. Trả lời tiếp câu hỏi của phóng viên về việc vì sao dấu hiệu gian lận đã có nhưng vẫn không đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc, ông Kiên im lặng. Như đã thông tin, thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện những khoản tài chính bất thường tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh với tổng số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, cuối năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ thanh toán kinh phí cho 18 lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng với số tiền 270 triệu đồng. Số tiền này đã được thanh toán nhưng thực tế 18 lớp tập huấn này chưa từng diễn ra. Chi cục còn bị phát hiện lập hồ sơ thanh toán 264 triệu đồng tiền diễn tập chữa cháy rừng cấp xã để tổ chức diễn tập tại bốn địa phương, thế nhưng thực tế đơn vị chưa hề tổ chức diễn tập. Chi cục cũng hợp đồng với nhà in ra mỗi tháng một số bản tin nội bộ với kinh phí 16 triệu đồng một số, nhưng thực tế trong 2 năm 2019 và 2020, bản tin nội bộ này chỉ được thực hiện 2 tháng một số. Số tiền ngân sách chi cho việc này bị phát hiện gian lận 160 triệu đồng trong 2 năm. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo